Quả nhiên là phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Dù số lượng UAV xuất hiện ngày càng nhiều và tỷ lệ tham chiến ngày càng cao, nhưng để làm được những việc như Predator đang làm thì không nhiều loại UAV trên thế giới có thể làm được. Predator có thể trinh sát, phát hiện và thậm chí tiêu diệt mục tiêu. Tiếp theo chương trình, như chúng ta đã thấy, mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng các loại UAV dân sự vẫn được các tổ chức vũ trang sử dụng tích cực trong các cuộc xung đột gần đây. Ngoài lợi thế không thể chối cãi như nhỏ, nhẹ, khó bị phát hiện và trinh sát tốt hơn, UAV nhỏ còn có ưu điểm khác, đó là rẻ. Tất nhiên Hoa Kỳ không muốn bỏ qua các ưu điểm trên và họ đã chế tạo ra một loại UAV bình dân cho riêng mình, đó là UAV Dominator. Hôm nay, cựu lính đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ Richard Marcus sẽ đi tìm hiểu xem đồ chơi bình dân của nhà giàu thì ra sao. Chiếc Predator đã khẳng định được giá trị của nó qua hàng loạt nhiệm vụ ám sát trong cuộc chiến chống khủng bố. Hãy tưởng tượng UAV sẽ nguy hiểm thế nào nếu đi săn theo bầy. Hình mẫu về các UAV ngày nay liên tục thay đổi, phát triển, tiến hóa và cho ra đời những dòng hoàn toàn mới. Một trong những loại UAV tối tân là Dominator. Đó là sự hội tụ của nhiều công nghệ ở một chiếc UAV, giúp nó có khả năng làm được rất nhiều việc. Được thả từ một chiếc máy bay tàng hình ở độ cao rất lớn, trong một khu vực tác chiến, loại máy bay không người lái tự hành dài 0,9 mét này tỏ ra xông xáo ngay từ những giờ đầu làm nhiệm vụ, cánh xòe ra và động cơ khởi động. Tuy nhiên, những con thú săn mồi từ trên không không hoạt động một mình. Chúng giữ liên lạc hai chiều với tất cả các UAV khác cũng như với trung tâm chỉ huy. Chúng sẽ tự động hình thành các nhóm tác chiến, được gọi là chòm sao, và quan sát kỹ mọi động tĩnh trên mặt đất. Bạn có thể sử dụng chúng trong nhiệm vụ giám sát một ngọn núi hay hỗ trợ cả một quân đoàn nếu như đó là yêu cầu của cuộc chiến. Và nó được lập trình sẵn để làm điều đó, thậm chí là tự đưa ra quyết định tấn công mục tiêu mà không cần con người can thiệp. Dù cho tình huống chiến thuật có như thế nào, chỉ cần ai đó nói với UAV rằng hãy tìm kiếm trong khu vực đó, nếu thấy mục tiêu có những đặc điểm thế này, hãy tiêu diệt. Chứng kiến hàng trăm máy bay hoạt động theo nhóm, bạn có thể bắt đầu hiểu rõ hơn về những khả năng mà UAV có thể đạt được trong tương lai rồi đấy. Chiếc Dominator chỉ dài 90 cm, nặng khoảng 45 kg. Giá thành chế tạo rẻ nên giới quân sự dễ dàng chấp nhận việc chúng bị bắn hạ. Dù vậy, UAV này có khả năng trở thành đại diện cho chiến tranh kiểu mới. Nếu như bạn nhìn vào tiến trình phát triển của loại vũ khí theo thời gian, bạn biết đấy, trong khoảng thời gian tới hơn 50 năm, chúng ta chỉ biết ném bom sao cho chúng rơi vào một diện tích nào đó. Dù cho bạn có thả kiểu gì, thì luôn tồn tại xác suất bom rơi ra ngoài khu vực oanh tạc. Sau đó, các nhà kỹ thuật quân sự đã phát triển các loại đạn dẫn đường. Giờ đây, khi tiến vào kỷ nguyên mới, các loại vũ khí đã trở nên cực kỳ thông minh và chính xác hơn nhiều. Khi tôi thực hiện một cuộc tấn công, tôi nên tránh việc phải ngồi lại và điều khiển bom hay đạn bay trúng mục tiêu. Đó là công việc rất rủi ro. Tôi cần loại vũ khí bắn rồi quên để có thể sớm trở về nhà sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Dù Dominator nghe như chuyện khoa học viễn tưởng, tuy nhiên, hầu hết các công nghệ cấu thành nên phương tiện này đã có mặt trên thực tế. Trong đó, nhiều công nghệ được kế thừa từ dự án LOCUST của hãng Boeing. Nói theo cách khác, LOCUST đã tiến hóa trở thành Dominator. Bước tiếp theo, thời gian hoạt động có thể được nâng cao từ 30 phút tới nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Có thể làm được điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể kiểm soát mọi thứ trong một khu vực rộng lớn, liên tục, có thể phản ứng ngay lập tức trong mọi tình huống và tấn công bất kỳ lúc nào cảm thấy cần thiết. Những cá thể UAV Dominator đơn lẻ có thể nhanh chóng thiết lập mạng lưới để có thể chia sẻ thông tin về chiến trường phía dưới, do đó giảm được xác suất nhiều chiếc cùng tấn công vào một mục tiêu. Chúng tôi đã có nhiều loại bom rất mạnh và có vài mẫu vũ khí tối tân có thể tấn công mục tiêu một cách hiệu quả. Hầu như các mục tiêu đều có thể bị hạ gục trong đòn đánh đầu tiên. Dominator được thiết kế sao cho nhỏ hơn, thông minh hơn. Cách tấn công của đám UAV này là chúng sẽ tự phân công cho chiếc máy bay nào gần mục tiêu
cầu bị nhận dạng nhất thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, khi phi vụ tấn công được thực hiện xong, UAV này sẽ chuyển thông tin lại để xác nhận mục tiêu đã bị tiêu diệt hay chưa. Để hủy diệt mục tiêu, mỗi chiếc Dominator được trang bị 3 loại đầu nổ riêng biệt. Giả sử nếu tất cả các phương án đều thất bại, luôn có giải pháp cuối cùng. Loại UAV này còn có khả năng tấn công cảm tử. Có thể là sẽ mất thêm vài năm để tiếp tục phát triển và hoàn thiện loại vũ khí này. Tuy nhiên, chắc chắn chiếc Dominator sẽ trở thành phương tiện chi viện hỏa lực hữu hiệu cho các đơn vị nhỏ nhất.